Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh Ô tô Cũ Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì trong cái buổi chiều hôm nay, xin được giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe phải nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu, siêu lướt và chạy taxi dịch vụ thì quá là hợp lý rồi. Đó là chiếc Hyundai Click được sản xuất năm 2007, số tự động quý anh chị các bạn nhé. Và số xe, chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, và nói là một chiếc xe phải nói là rất là bền bỉ. Nó được mệnh danh là dạng lồi đồng cố đá của dòng xe chạy taxi dịch vụ quý anh chị các bạn nhé. Và chiếc xe này là tên tư nhân chính chủ, mới chạy được có hơn 14 vạn thôi. Bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý để quý anh chị các bạn mua về sử dụng, 198 triệu đồng giá đang biết tại cửa hàng quý anh chị các bạn nhé. Thì mọi chi tiết xin liên hệ với em Khanh theo số điện thoại 0943 622 611, và số điện thoại cũng là số Zalo của em Khanh. Quý anh chị các bạn có thể liên kết nối với số Zalo của em Khanh để em Khanh có thể giải đáp mọi thắc mắc cũng như là tư vấn chi tiết về cái chiếc Hyundai Click được sản xuất năm 2007, số tự động này nhé. Và em xin nhắc lại là bên em đang giao bán với chiếc Hyundai Click được trang bị cả cửa sổ trời này, với giá chỉ có 198 triệu đồng thôi, giá niêm yết tại cửa hàng. Vâng, thì bây giờ em sẽ vào chi tiết toàn bộ cái chiếc xe. Để quý anh chị các bạn đang theo dõi kênh, đừng quên cho em một lượt đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để luôn được hiển thị những chiếc xe mới mà em sẽ quay giới thiệu tới toàn thể quý anh chị các bạn trong ngày nhé. Vâng, và một chiếc xe tên tư nhân, hoàn toàn là chưa qua taxi dịch vụ nhé. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và mới chạy được 14 vạn thôi quý anh chị các bạn nhé, hơn 14 vạn một chút thôi. Và cái giá bên em đang chào bán rất là hợp lý để quý anh chị bạn mua về mà chạy taxi dịch vụ cũng như gia đình đi lại. Và với chiếc xe này phải nói là nếu mà để quý anh chị các bạn nhé, anh chị nào mà mới thi xong cái bằng lái xe đấy ạ, thì có thể mua chiếc xe này mà mình về tập lái để nâng cao cái tay lái của mình lên thì rất hợp lý nhé. Với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe dao động trong tầm khoảng là đâu đó là trong tầm 5 lít rưỡi nên là hơn 6 lít trên 100 cây một chút thôi, thì xe trang bị động cơ xăng là 1.4 với 1.4 nhé. Mức tiêu hao như vậy thì có thể là quý anh chị các bạn mua về để gia đình nhà mình đi lại hoặc là chạy taxi dịch vụ thì cũng rất hợp lý. Đây số tự động nhé, thì số tự động nó đi thì rất là sướng rồi, và phải nói là đi một cái số tự động mà giá chỉ có hơn 198 triệu đồng thì nó là quá hợp lý rồi. Và đi đến đâu thì em sẽ quay luôn đến đó để quý anh chị các bạn nắm được trang thiết bị của chiếc xe cũng như chất lượng của chiếc xe. Và có nhu cầu xin alo sớm cho em Khanh theo số điện thoại 0943 622 611 quý anh chị các bạn nhé. Và đừng cái đằng đuôi xe này, đằng đuôi xe của chiếc xe Hyundai Click được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này, nói là được trang bị một cái hệ thống cảm biến lùi này, cảm biến lùi đằng sau xe nhé, rất là an toàn đấy ạ. Đấy, và thêm một cái mắt camera nữa đó. Và với cái hệ thống cảm biến lùi và camera lùi thế này thì quý anh chị các bạn có thể lùi mà không sợ va vào bất kỳ vật gì ở đằng sau xe nhé, rất là an toàn đấy ạ. Đó, và bốn bánh chiếc xe là còn rất là mới, bốn bánh của chiếc xe là còn rất là mới nhé. Đấy đấy ạ. Và đồng hai cái bánh trước là được trang bị cả hệ thống phanh ABS nhé, cũng như đèn xi nhan này được lắp trên cái hông xe, tay mạ chrome rất là đẹp luôn. Còn vâng, bên em cam kết luôn cho quý anh chị các bạn là xe hoàn toàn là không có đâm đụng tai nạn thủy kích nhé, nên nó giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất đấy ạ, nó giữ nguyên được cái form dáng được của nhà sản xuất nhé. Các đường gân chỉ cũng như các đường mép giữa các của các thân xe nó là hoàn toàn rất là đều và thẳng tắp đó. Và em cam kết luôn cho quý anh chị các bạn là hoàn toàn là không có đâm đụng thủy kích gì cả, xe không một lỗ nhỏ nhé, xe rất đẹp luôn, số tự động. Và cái đằng đuôi xe này quý anh chị bạn để ý giúp em chứ, cái cụm đèn hậu này nó được trang trí và thanh mạ chrome này, trông nhìn cái form dáng của nó rất là sang đó. Đây ạ, cái đằng sau xe này của chiếc xe phải nói là cũng rất là tuyệt vời đây ạ. Không gian của chiếc xe cơ bản như thế này nó cũng khá là rộng rãi để cho gia đình nhà mình đi lại hoặc là quý anh chị các bạn có thể chạy taxi dịch vụ với cái form dáng như thế này. Đèn đây, lốp sơ cua là theo xe đầy đủ nhé, không có vấn đề gì cả. Khoang hành lý cũng rất là đẹp luôn. Và với chiếc xe này là xe dạng hatchback nhé, form dáng hatchback, một chiếc xe hatchback rất là đẹp luôn.
và còn một lốp của chiếc xe là rất là mới. Tay mạ chrome này rất là sáng luôn, vẫn còn rất là sáng. Tất cả các chi tiết nhỏ của chiếc xe đều được mạ chrome nhé, rất là đẹp luôn quý anh chị các bạn nhé. Bây giờ quý anh chị các bạn đến đầu xe, chiếc đầu xe của chiếc xe thì cái form dáng của cái dòng Hyundai thì nó phải nói nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó đơn nó theo cái dòng form dáng cũ, cái dòng xe cổ nhé quý anh chị các bạn nhé. Form dáng thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà phải nói rất là nhẹ nhàng, nó nhỏ gọn nhẹ nhàng và linh hoạt trong tham gia giao thông rất là tốt. Đó. Và đây là cái cụm đèn halogen tiêu chuẩn nhé, cụm đèn halogen tiêu chuẩn cho xe này và kết hợp với kính gương cầu phản chiếu. Đấy, gương cầu phản chiếu đa chiều, nó rất là sáng này, đèn gầm đầy đủ nhé. Anh đảm nhận tất cả cái form dáng đằng trước của chiếc xe và cơ bản như thế này là nó cũng là khá này. Và xe được trang bị một cái cửa sổ trời rất là sang nha quý chị các bạn nhé. Và em một chút nữa thì em sẽ đi vào phần chi tiết của cái chiếc bên trong của nội thất của chiếc xe và em giới thiệu luôn cái phần cái cửa sổ trời như chiếc. Mà chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc thì gầm bệ của chiếc xe này cũng khá là chắc chắn nhé quý chị các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ vào bên trong nội thất của chiếc xe. Đó. Quý anh chị các bạn bước đầu vào nhìn đã thấy cái form, nhìn cái nội thất của chiếc xe nó còn khá là đẹp. Tất cả các hàng ghế nhé, nó còn rất là đẹp và sạch sẽ. Đó. Chưa rách nát gì cả, da một ghế này. Nó còn rất là đẹp, sạch sẽ này. Nó không hề bị rách nát hay là bị sao nhé, quý anh chị các bạn nhé. Đó. Và tắp đi này, không quan độc taxi gì cả. Đó. Tất cả là ok nhé. Đó. Không quan được taxi mọi người nhé. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây ạ. Và keo chỉ là còn phải zin. Vâng, keo chỉ là còn rất là zin nhé. Keo chỉ là zin 100% theo xe. Đây quý anh chị mọi người thấy nhỉ. Keo chỉ là zin 100% theo xe. Cũng như là toàn bộ phần nội thất, da bọc ghế của hàng ghế trước, hàng ghế sau là vẫn còn rất là đẹp đây ạ. Đó nhá. Quý anh chị các bạn nhé. Không có vấn đề gì, cột kéo cũng vậy, cột kéo của chiếc xe là hoàn toàn là nguyên bản, không có hiện tượng cong vênh méo mó gì cả, chiếc xe còn rất đẹp. Đó, bây giờ quý anh chị các bạn cùng em vào trong cái phần nội thất của chiếc xe để kiểm tra cái phần nội thất nhé, và một số trang thiết bị của chiếc. Đó, em sẽ để lên quý anh chị các bạn xem. Đây em sẽ sơ qua một lượt để quý anh chị bạn xem cái phần bảng cái mặt táp lô của chiếc xe. Và táp ni đây quý anh chị bạn có thể thấy ở cánh cửa là hoàn toàn nó không khoan đục taxi gì nhé. Đó, không khoan đục taxi. Và phần táp lô cũng vậy, không khoan đục taxi. Đấy, xe là của tư nhân nhé, tư nhân sử dụng nên là không chạy taxi một ngày nào cả. Quý anh chị bạn có thể nhìn thấy không khoan đục taxi và xe mới được chạy được hơn 14 vạn. Sau hơn chục năm sử dụng mới chạy được không hơn 14 vạn thôi, xe chạy rất là ít luôn mà không có một lỗi nhỏ nào quý anh chị các bạn nhé. Thì với cái mặt tiền của chiếc xe này và với một số trang thiết bị của chiếc xe thì xe đã trang bị này, đó vật có túi khiên toàn quý anh chị các bạn nhé, hệ thống phanh ABS này cũng như gương kính chỉnh điện na răng đúc và có tay lái trợ lực, tay lái trợ lực điện nhé, nó khá là nhẹ nhàng đấy ạ. Thì xe đã vô lăng ba chấu, được tích hợp một số cái nút bấm điều kết hợp với này điện thoại này. Đấy, điều chỉnh to nhỏ của âm thanh nhé. Đấy, màn hình giải trí này kết hợp với màn hình camera lùi rất là đầy đủ nhé, đầy đủ các chức năng giải trí cũng như là đầu VCD kết nối với lại hệ thống các loa ở các cánh cửa. Đấy, nghe tạo âm thanh rất là chất lượng. Đấy, điều hòa thì là điều hòa cơ rồi, rất là mát quý anh chị các bạn nhé. Có cả hệ thống hút khí trong xe nhé. Đấy, thì hệ thống này là lúc nào khí trong xe cũng được trong này luôn nè. Và số tự động nói chung là rất là ok. Và giá em xin nhắc lại nhé, chỉ có 198 triệu đồng thôi với chiếc Hyundai Click. Đấy, được xưởng được trang bị rất là đầy đủ các chức năng nhé. Và là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, tổng thành là kính của chiếc xe còn rất là ok luôn quý chị các bạn nhé. Tổng thành là kính này. Và phần gương kính chỉnh điện cũng vậy. Đấy, hoạt động không vấn đề gì cả, tất cả các trang thiết bị của trên xe nó hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Em sẽ giới thiệu cái phần
cửa sổ trời nhé, để quý anh chị có thể nhìn thấy này. Đó. Vâng, cửa sổ trời hoạt động không vấn đề gì nhé mọi người nhé. Vâng, một chiếc xe phải nói là được trang bị rất là nhiều tính năng an toàn và các trang thiết bị trên xe hiện đại, nhưng mà giá chỉ có 198 triệu đồng thôi nhé quý anh chị các bạn nhé. Hãy liên hệ sớm với em Khanh theo số điện thoại 0943622621 để sở hữu cái mẫu xe phải nói là đẹp, chất lượng và số tự động như thế này. Bây giờ quý anh chị các bạn cùng em đi kiểm tra phần động cơ của chiếc xe. Đấy, quý anh chị bạn cùng em nhìn lại một lần nữa cái phần nội thất của chiếc xe này, cơ bản là rất đẹp nhé, và tận cái trần nhĩ của chiếc xe còn khá đẹp vậy. Bây giờ mọi người cùng em đến kiểm tra động cơ nhé. Và trước mặt quý anh chị các bạn đây là toàn bộ phần khoang động cơ của chiếc Hyundai Creta sử dụng nguyên chất từ Hàn Quốc, xe sản xuất năm 2007 4 tự động, và toàn bộ phần khoang động cơ quý anh chị các bạn có thể thấy phần đây cái bụi bặm, bụi bặm nhé, bán nguyên bản cho xe này. Để làm chưa làm những gì thì đã không dọn dẹp, không làm gì cả hết, và để nguyên từ trạng thái để đi quay giới thiệu với toàn thể những chị các bạn thấy rằng xe là còn rất là đẹp và nguyên bản nhất, máy nổ rất là êm, không có cái gì cả. Các bạn có thể thấy tất cả các chi tiết của con động cơ, của ô tô và nguyên zin nguyên bản cho xe nhé. Máy máy không hỏng nước và động cơ xăng là 1.4 lít của bạn nhé, trong đầu trước không có lợi gì cả. Bằng được rất là ok, và không bị anh không nhắm nó, cũng như là tiền đèn pha lê trang tiêu chuẩn, không bị vỡ, không bị làm sao cả mọi người nhé. Đó, toàn bộ phần rất ok rồi. Và lắp cabo đây ạ, quý vị bạn có thể thấy lắp cabo nguyên bản cho xe nhé, keo chỉ zin, keo chỉ zin không vấn đề gì cả. Vâng, thì quý anh chị các bạn vâng đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một chiếc xe để gia đình đi lại, chạy taxi dịch vụ, hoặc là có tầm khoảng 200 triệu chưa đang phân vân không biết mua cái dòng xe gì để mà chạy taxi, thì đây em xin giới thiệu là trước một chiếc Hyundai Creta được sản xuất năm 2007 số tự động, rất hợp lý để quý chị các bạn mua về sử dụng nhé, gia đình đi lại chạy taxi dịch vụ cũng như là cầm lái hoặc là đi chơi rất là hợp lý. Thì quý anh chị các bạn mọi chi tiết xin liên hệ với em Khanh theo số điện thoại 0943622611 nhé. Em Khanh xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở video tiếp theo.